Tiến Nguyễn Vlog đợi chiều cao cùng em dâu, Quang Linh chơi lớn xin vía sớm kết hôn. Nguyễn Tiến là một nam youtuber người Việt ở châu Phi đang nhận được rất nhiều sự yêu mến từ công chúng, sở hữu kênh YouTube hơn 500.000 lượt đăng ký. Anh là một trong những thành viên của team châu Phi Quang Linh Vlog. Anh và nhóm cùng nhau thực hiện những công việc thiện nguyện hỗ trợ cho người dân ở Angola. Với những video chân thật và ý nghĩa, Nguyễn Tiến Vlog chiếm được chỗ đứng trong lòng khán giả. Hiện tại, anh đang ở Việt Nam đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài xa cách. Mới đây, Tiến Nguyễn Vlog bất ngờ đăng tải hình chụp cùng Hoa hậu Thuỷ Tiên, kèm dòng chú thích than thân trách phận. Ngày xưa mẹ bảo uống sữa tăng chiều cao thì lại không uống. Ngay khi xuất hiện, bài đăng của anh chàng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh sự thích thú khi thuyền trưởng hội ngộ em dâu, khán giả cũng không quên an ủi Tiến Nguyễn: không sao, vẫn rất phong độ nha anh Tiến. Chiều cao không quan trọng là những gì anh làm cho đời, rất ý nghĩa. Anh Tiến chụp cùng em dâu nhìn tươi thế. Biệt danh thuyền trưởng bắt nguồn từ việc anh chàng thường xuyên cùng Phan gắn ghép Quang Linh và Hoa hậu Thuỷ Tiên. Thuỷ Tiên và Quang Linh đã đồng hành cùng nhau nhiều dự án thiện nguyện, đặc biệt là tại Angola. Những giá trị ý nghĩa mà cặp đôi mang lại cho vùng đất nghèo đã đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới. Bên cạnh đó, phản ứng hóa học của Quang Linh và Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 quá mãnh liệt, khiến khán giả liên tục đẩy thuyền tác hợp cặp đôi. Trong buổi trò chuyện cùng Thuỷ Tiên cách đây không lâu, Quang Linh cho biết đã sớm về để cùng Thuỷ Tiên thực hiện dự án điểm trường yêu thương, xây trường cho trẻ em vùng cao. Tuy nhiên, hiện tại vì đang còn bận nhiều dự án ở Angola, anh chàng có thể không thể về như dự kiến. Dù vẫn đang ở Angola xa xôi, thế nhưng chàng trai xứ Nghệ vẫn dành sự quan tâm đến Thuỷ Tiên, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trước những đồn đoán của dân tình, nhiều lần Thuỷ Tiên lên tiếng cô và Quang Linh chỉ là bạn bè, hợp tác trên công việc thiện nguyện. Tuy nhiên, với sự xứng đôi vừa lứa của cả hai, Thuỷ Tiên và Quang Linh vẫn luôn được dân tình đẩy thuyền khắp mặt trận. Thời gian tới, người hâm mộ đang rất mong chờ Quang Linh sẽ về Việt Nam đúng như dự kiến để hội ngộ Thuỷ Tiên trong dự án từ thiện đầy ý nghĩa sắp tới. Mới đây, trên trang cá nhân, Quang Linh vừa đăng tải hình cưới của chị gái ruột kèm dòng chú thích chúc anh chị hạnh phúc, đăng cái ảnh xin nhẹ vía anh chị. Không những vậy, dưới phần bình luận, anh chàng còn hào hứng viết xin vía, xin vía. Khỏi phải nói, ngay khi xuất hiện, động thái của anh chàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thuyền viên. Ai nấy đều thích thú trước thổ lộ của anh chàng. Nhiều người cho rằng có vẻ như anh đang vô cùng nôn nóng mong đến ngày cưới của chính mình. Và tất nhiên, bạn gái tin đồn của anh là Hoa hậu Thuỷ Tiên cũng được dân mạng réo tên nhiệt tình dưới phần bình luận. Cách đây vài ngày, Quang Linh đã không ngần ngại chia sẻ cũng như kêu gọi mọi người ủng hộ cho MV mới của Thuỷ Tiên. Tuy nhiên, thay vì kêu gọi ủng hộ Thuỷ Tiên như bình thường, Quang Linh lại cho biết Lôi Công chính là người ủng hộ MV của cô. Anh chàng viết: Lôi Công xem xong lại nhớ cô Tiên rồi, chúc MV của cô Tiên lên top 1 trending nhá. Ngay lập tức, Quang Linh Vlog bị cư dân mạng bóp mẽ nhớ Thuỷ Tiên nhưng không dám nói ra, mượn Lôi Công làm cớ. Trước hành động của anh, nàng hậu sau đó cũng có động thái hồi đáp đầy ẩn ý tương tự. Cụ thể, trên ban bay, người đẹp chia sẻ lại hình ảnh mà Quang Linh đã đăng tải cùng với dòng trạng thái: Cảm ơn mọi người nhiều vì đã luôn ủng hộ Tiên. Dù không nhắc đến Quang Linh nhưng những gì cộng đồng mạng nhìn thấy đó là hình ảnh chàng trai xứ Nghệ và lời cảm ơn là dành cho ai kia.